Ok, cast, cast, cast. Are you ready? Đéo thấy gì hết gì? Ok. Trận đấu giữa Kalitok và CZ Gaming. Chúng ta thấy lần trước Kalitok Ready. đã show một trình độ rất là khá tốt đối với Shogun, để coi họ có show được phong độ đó ngày hôm nay không nhé. Kalita có Thun, EO, T-Bang, Nhâm, Toàn và Diamond. Và Gigi Gaming have one sleep already 360 triệu. Evil Boy and Ricky and Đồng Nai. Sao ao cho quân si, LK cổ vũ for you man. Sau ok, đội nào sẽ thắng này? À, hên xui, chị lời mới vô chưa biết được. Mà cả hai đội mấy lần, hai trận trước thắng đều mạnh mà. Để coi lần này sao. Ủa, T-Bang lần này không xài AUG à? Nổi tiếng AUG mà. Vâng, họ đang FA. Quân si của mình, quân si bị hạ gục. Headshot. Anh ta thật là vô dụng, không cần nói gì nice. Trận này có thể lợi thế đang nghiêng về cho Kalitok. No, Rookie have picked Twine out already. Nhưng mà Evil Boy đang... Oh, họ đang check out. Oh crap. Vẫn nghiêng về cho Kalitok. Evil Boy. Vâng, Kalitok thắng trận này. GR mém tí là chiếm được sai rồi, nhưng mà hơi yếu. T-Bang 3 cây rất đẹp. Đâu, anh T-Bang nó bóc cây AUG của anh À, ra. Aura. Aura. Anh ấy đã bóc AUG ra. Quân xây. Hình như là Kalitok đang tính tổ chức đánh bi đây. Rồi Như cũng không thể vậy, biết được. 3B, họ đang chuẩn bị push. Này, gần họ đang vẫn đang giữ sai từ từ. Checking. Hai mid, ba mid, hai bi. Very quần xì. nice. Cái câu quần xì kiếm được kill không nhá? Cái chỗ núp hơi bị nguy hiểm. Can I cast Bali? Yes, sure. Thế thì cast đi. Damn. Đủ rồi. Còn một slot nè. Yeah, one more slot, man. T-Bang. Trời, thích coi T-Bang AUG lắm nha. Hơi bị nguy hiểm. Chậm. Sao bằng Gino, đúng không? Rồi, Gino giờ hết rồi. Gino còn solo không? T-Bang đang rất 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 là cẩn thận. Ôi, Nice. Shut down hết rồi. Xây móc rất tốt. Shut down. Vâng, anh Quân Xây vẫn đang lợi dụng thế mạnh của GG mình. Mình đã shut down không? Chùm móc lớp của Revolution đang làm ăn rất là tốt. Chùm móc lớp. Móc bắn chi vậy móc lớp đó tên rất đặc bà. biệt. Hôm qua nó 29 máu nó đi Một nó tên móc rất đặc hai biệt. thằng. Đúng ác luôn. Gì giỏi móc lớp lắm. Mới vào trận mà Kalitok lô hai mem rồi. Trận chiến Anh này bị khá nade là gay rồi. cấn. Bị anh nade. Lúc này đi con Ruby again. 3 mid 2B Mà Pretty sure 1A man. This one diamond one. GR đang thủ một chiến thuật rất là bình thường default Đồng Nai 2B T-Bang 2A một Very nice. Việc Đồng Nai nice pick. Đây đang giờ tháng qua. Chắc
trying to pick Diamond. Diamond nó bị phát hiện khua. Nhóc Toàn, để coi anh ta biết được Evil không nhá. Hình như Evil đã biết được điều gì, như đã lui về. Anh này là lui về. Oh, họ push mid. Ôi, oh, Evil quá dở. Họ đem push vô B, mid vào B. Yeah. Đồng Nai shut down 2K. Đồng Nai 2K. Delete. Rất là hên, anh ta chỉ còn 10 máu nhưng mà đã hạ gục được Diamond. Nhóc Toàn. Và hiện giờ Nhóc Toàn còn sống không? Không có thể thấy được không đây? Be nice one on headshot. 2v1, quần slip đã yếu, để coi Nhóc Toàn có bảo vệ bơm lực sai này không. Kenny đang push lên, Kenny bị giết. Rồi. Tình thế đang nghiêng về cho... Oh, quần slip rất tốt. Oh, really good. Một cú spray AK. Quá chuẩn. Nice try, Nhóc Tàn đã cố gắng nhưng anh ta vẫn ở đó. Hiện giờ đang là 2-1 nghiêng về tỷ số của GG Gaming. Tại sao là quân si lại quay về B nhỉ? Ờ. Gọi là backup. Ờ, because 360 long AOD. Trận này có vẻ như GR đang stack B. Còn BL vẫn đang rất là... Team đang rất là rã rời, mỗi người một phía. T-Bang, T-Bang and 360 watch. Yuli đã bị lift. T-Bang didn't know 360. Oh, Kenny móc mid. Hai mid luôn, hai kill mid. What? Rồi. Trời ơi, Kenny dở quá, không sao. Tại vì đây mình luôn. Cần giết được. Không Evil Boy đã ra cover. Evil Boy đã bị headshot của Toon. Anh ta bị tuấn chứ. 1v3 dẫn nghiêng về CZ Gaming. Saya đang clear và tuấn đang vào A. Các mem CZ Gaming đều không hề hay biết. Nhưng Ricky đã thích sai. Đã rút về B. Thằng nào tên là Michael gì lạ cho bay. Bọn nó bị đập rồi. Nice try, phải tưởng. Ê khoa, thằng Psycho là thằng nào vậy? Không biết. Từ từ nha.